Thưa quý vị các bạn, ngay sau lưng tôi đây là các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Ngày hôm nay họ có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình để theo dõi các đàn chị của mình thi đấu tại giải bóng chuyền nữ cúp VTV Bình Điền năm 2016. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị các bạn hãy cùng chúng tôi xem họ theo dõi trận đấu như thế nào. Ngồi tại một góc khán đài nhà thi đấu Ninh Bình, mỗi người một cuốn sổ. 11 vận động viên của đội tuyển trẻ bóng chuyền nữ Việt Nam rất chăm chú theo dõi các đàn chị của mình thi đấu. Từng đường bóng, từng pha ghi điểm hay chiến thuật trên sân của các chị đều được các vận động viên trẻ này ghi chép một cách rất đầy đủ. Theo em thấy thì tinh thần các chị rất là tốt ạ. Và em xem các chị được thì em thấy các chị có rất nhiều đường bóng đánh rất là khác của em ạ. Các đường bóng các chị nó quyết liệt và nó sẽ rõ ràng hơn, các hướng đánh nó sẽ rõ ràng hơn của em rất là nhiều. Qua lần này thì bọn em đi đấu thì bọn em học hỏi được về chuyên môn lẫn kỹ, chuyên môn lẫn tinh thần ạ. Và sẽ bọn em đã rút được nhiều bài học kinh nghiệm hơn để học theo hành trình thể thao. Theo lịch trình, 11 vận động viên và 2 huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn kéo dài khoảng 1 tuần tại Ninh Bình và các em sẽ có những quãng thời gian rất hữu ích khi được theo dõi các đàn chị của mình thi đấu. Và đây sẽ là cơ hội rất tốt để các em nâng cao trình độ cũng như kiến thức về bóng chuyền của mình.